Trà thảo mộc Dr. Thanh, thanh lọc bên trong, tươi trẻ bên ngoài, hân hạnh đồng hành. Quý vị và các bạn thân mến, và tiết mục đầu tiên mà Trấn Thành muốn giới thiệu đến toàn thể quý vị và các bạn là một sự thay đổi, phải nói là ấn tượng. Đó là cả một quá trình miệt mài vượt lên chính bản thân mình. Là tại vì thí sinh này luôn luôn nằm trong những top nguy hiểm về giảm cân. Chưa bao giờ bạn ấy thoát khỏi cái top 3 biểu diễn cuối cùng. Mà ngày hôm nay, diễn đầu tiên có một sự thay đổi vượt bậc và là một trong những thí sinh có chỉ số giảm cân cao nhất của tuần này. Hãy chào đón Xuân Lộc. Chỉ có mấy tiếng thôi nhưng mà nó kinh khủng gấp ngàn lần thử thách ở ngoài biển cả ngày. Tập thể lực ánh nắng nó lại áp vào cái áo mưa thì cảm giác y như bạn đang trong một cái lò quay heo. Da tay da chân mình rát bỏng, mình tưởng tượng giống như là có ai mà lấy lửa châm hết phần vai, phần tay, phần lưng của mình. Tới bây giờ mình vẫn còn ám ảnh. Sau cái thử thách lần này, mình cảm nhận được thể lực của mình không yếu như mọi người nghĩ. Mỡ của mình bị tích từ nhỏ, nó khá dày và nó khá lâu năm nên cái việc đánh tan nó rất là khó. Mình đang cố gắng hết sức để cái phần bụng của mình phải biến đi thật xa. Mình đang cảm thấy thất vọng bản thân mình. Chị Anh rất là kỳ vọng ở mình rất là nhiều mà mình lại phụ lòng chị như vậy. Trong lòng đã dần nấu lên một cái quyết tâm là trong tuần này có chết mình cũng không nằm trong top nguy hiểm. Hôm qua anh ta bước đầu đường cao tốc. Hôm qua anh thấy em một mình. Hôm qua em đi ngàn ca xóm. Anh gọi thở em ơi đi xa em làm thân. Nói thật là em đẹp không cần chút son phấn nào. Em đẹp như là một bài dân ca. Thật ra anh cố tình bỏ áo lại. Nếu em có nhặt được thì cho anh xin nha. Hôm qua tắt nước đầu đinh đỏ cũng ta ngắm trên cành hoàng sa. Em được thì cho anh xin hay là em để làm tin trong nhà. Áo anh sức chỉ đường ta. Vợ anh chưa có mẹ già chưa không. Áo anh sức chỉ đã lâu. Mai mượn cô ấy về khâu cho cô. Không người anh sẽ cho con. Đến khi lời chồng anh sẽ giúp cho. Giúp em nắm thúng xôi to. Bác con lần áo một vò rượu tăm. Giúp em để chiều em nằm. Để chẳng em đắp đôi chẳng em đeo. Giúp cho con tháo tiền treo. Nâng tiền cưới lại là vườn cao. Không rồi anh sẽ cho con. Đến khi lời chồng anh sẽ giúp cho. Hôm qua tắt nước đâu mà tiếng ca trên cành hoa sen. Wow, lột xác ngoạn mục nha. Này dễ thương, di chuyển nhanh nhẹn hơn rất nhiều thưa quý vị. Xuân Lộc và Thái Anh cực kỳ dễ thương. Nó có một cái gì đó mà khi hai bạn diễn tôi cảm thấy giống như hai bạn có cái tình cảm thật với nhau ấy. Cái ánh mắt nhìn nhau trìu mến lắm. Không biết anh có cảm thấy vậy không anh Đàm? Vâng, rất tình tứ và rất tự nhiên. Trước tiên nói về nhạc kịch nhé. Đây là một bài hát đánh trên một cái nền nhạc ballad và có pha chút xíu hip hop. Một ca khúc rất quen thuộc của Việt Nam. Nhưng cái hay là gì? Tụi em diễn và có những động tác nó diễn giải được câu chuyện và nó làm cho người ta quên đi cái nền nhạc tụi em chọn. Nó không phải là nhạc kịch mà tụi em đã diễn kịch trong một cái nền nhạc và làm cho câu chuyện được thu hút. Và thần thái khuôn mặt của Xuân Lộc á, nó khác hẳn luôn. Đâu biết không, bạn này 2-3 tuần liền rơi vào những cái điểm mà nguy hiểm nhất và nguy hiểm nhất là mức giảm cân rất là yếu, nhưng hôm nay đã có một sự tiến bộ vượt bậc rất là tốt. Điều này nói lên là cái quyết tâm để cái sự sống còn của em ở trong cuộc chơi này là anh rất đáng ghi nhận. John thấy sao? Thì thực ra cái động tác trong cái bài này nó không phải là mấy cái động tác khó và phức tạp nhất. Nhưng mà đó không phải là cái quan trọng trong tuần này. Quan trọng trong tuần này là cái nhạc kịch. Là em làm cái điều đó và Hải Anh rất là hoàn hảo. Và luôn luôn Lộc ơi, mỗi lần em lên sân khấu thì anh thấy em rất là tươi. Và hôm nay anh thấy em rất là hạnh phúc và em đang enjoy cái thời gian trên cái sân khấu. Chúc mừng em.
Cảm ơn John. Có vẻ như họ đang dần cảm được nhau. Không biết sau những tuần sau nữa có chuyện gì hay không. Hãy anh luôn luôn săn sóc cho Xuân Lộc ở trong hậu trường. Nhắc nhở từng ly, từng tí. Đỗ Phước Thịnh thấy sao? Đôi khi cái tình cảm đó nó lại hay anh ạ. Là vì trong một cuộc thi một thí sinh luôn luôn cần có cái sự động viên đó. Và cái sự động viên đó đem lại một cái kết quả rất là tốt. Và rõ ràng khi mà bạn đứng ở trên sân khấu, khi bạn diễn cho tất cả mọi người, dường như bạn quên hết tất cả mọi không gian xung quanh. Bạn cảm nhạc rất là tốt. Ai nói một người cân nặng thì lại không có thể nào cảm nhạc tốt và động tác không chắc được. Đồ đánh giá cao về việc đó. Có những động tác đối với người cân nặng bình thường thì nó sẽ rất là dễ. Nhưng mà với một cái cân nặng của mình, những cái động tác B, những cái động tác bạn xoay, nó sẽ không có được linh hoạt lắm. Nhưng Nu thấy được sự cố gắng ở bạn và Nu thấy được cái thần thái biểu diễn của bạn nó tràn đầy và nó làm cho cái bài hát nó đúng với cái tinh thần. Vậy cho nên rằng là Nu ủng hộ bạn. Xin chúc mừng bạn. Cảm ơn Nu Phước Thịnh. Và quý vị khán giả nào dự đoán là tiết mục này sẽ được ban giám khảo lựa chọn là tiết mục ấn tượng nhất tuần sau, chúng ta hãy nhắn tin bình chọn cho họ BN khoảng cách số 01 và gửi về cho 8369. Mỗi một tin nhắn sẽ là 3.000 đồng quý vị nhé. Và bây giờ sẽ là điểm số của ban giám khảo dành cho Xuân Lộc và Hải Anh. Xin mời John Huy Trần. 8 điểm. Mời Đàm Vĩnh Hưng. 8 điểm. Và mời Nu Phước Thịnh. 9 điểm. Một điểm số rất là cao dành cho họ. Điểm trung bình từ ban giám khảo là 8,3 điểm. Chúc mừng em nha. Bữa nay là phải nói là rất là cố gắng đúng không? Mình thấy là khi mà mình làm cái gì đó mà được người ta ghi nhận thấy vui đúng không? Vậy là tuần sau phải cố gắng lên nha. Mời em lên cân. Chúng ta sẽ còn thấy bất ngờ hơn nữa khi bạn ấy bước lên cân. Hãy xem. Cân nặng ban đầu 109kg. Và cân nặng hiện tại là 103,8kg. Xuống 5,2kg. Đây là một số ký kỷ lục mà bạn ấy đã đạt được từ tuần 2 đến bây giờ, tương đương với 4.8%, tổng điểm là 13.1. Trà thảo mộc Dr. Thanh, thanh lọc bên trong, tươi trẻ bên ngoài, hân hạnh đồng hành.